Chào mừng toàn thể quý khách quay trở lại với đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Trước mắt mọi người đây là đơn đặt hàng của anh Huy ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thì anh Huy đặt nội thất Hữu Huân một bộ combo sản phẩm phòng khách gồm có một bộ Âu Á chương cuốn thư, hàng tay 12 và hàng VIP, vách trơn khoai vân, cộng với đấy là một chiếc kệ phẳng hay ngăn kéo. Thì bộ sản phẩm này anh Huy đặt nội thất Hữu Huân cũng khá là lâu rồi. Thì bên em hoàn thiện xong, chuẩn bị bàn giao về nhà cho anh. Thì cái mẫu Âu Á này là sự pha trộn giữa nét đẹp giữa châu Âu và châu Á, giữa vẻ đẹp trời Tây và vẻ đẹp của phương Đông, kết hợp giữa cái sự đơn giản, hài hòa, hiện đại và sang trọng. Nó đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại, thế nên được rất là nhiều người tin dùng và lau chùi vệ sinh cực kỳ là dễ luôn. Kê vào trong gia đình thì không có quá nhiều chi tiết chạm trổ, thế nên chỉ cần lau qua là sạch, thế nên rất là nhiều người thích dùng cái mẫu này, rất là sang. Cái bộ sản phẩm thì gồm có 6 món, một đoạn, hai ghế đơn, một bàn, một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Nếu mà ai đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này có thể gọi ngay đến nội thất Hữu Huân qua số hotline là 0988685625. Bên em có website là nộithấthuhuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Thì đầu tiên em xin giới thiệu về kích thước của từng món. Cái đoạn thì có chiều dài là 2m6, sâu 73 và cao là 1m2. Cao 1m2 thì cổ chỉ toàn bộ cái phần dưới cổ là bên em đục xích sắc. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần dưới cổ này, này là đục zig zag chạy tứ diện, đục rất là đều và đẹp. Và tất cả những cái bọ góc này là bên em đục tỉa rất là kỹ, tận hơn 50 cái bọ góc này, đục tỉa từng cái bọ góc, thế nên tạo ra cái vẻ đẹp rất là tinh tế cho toàn thể cái bộ bàn ghế. Và không phải cơ sở nào cũng dành thời gian ra làm chi tiết, làm tinh tế như thế, tại vì sẽ mất nhiều công hơn, cực kỳ là nhiều công so với những cái sản phẩm mà bọ góc nhỏ để trơn. Thì những cái chi tiết nhỏ này sẽ góp phần bộ làm cho bộ bàn ghế đẹp hơn, sang hơn. Và từng cái chi tiết nhỏ đấy sẽ làm cho bộ bàn ghế nó nổi bật và tinh tế hơn rất là nhiều. Hơn nữa cái hàng này là hàng VIP, thì nên cái phần cột này là bên em xẻ bản cột 12 và dày 7 phân. Cột vuốt móng liền. Cột vuốt móng liền, đây mọi người có thể nhìn thấy cột vuốt móng liền này. Vuốt móng liền không hề chấp ghép, thì trên thị trường có những hàng chấp thì sẽ nhìn thấy cái đường chấp ở đây luôn. Đây là những cái hàng mà chấp, còn đối với cái hàng hầu như các sản phẩm bên em đều làm liền. Đấy, cột vuốt móng liền thì sẽ cao hơn những cái sản phẩm mà hàng chấp rất là nhiều, tại vì khối gỗ xẻ ra đương nhiên là sẽ phải xẻ dày gấp đôi. Và chương này cũng là chương liền, mọi người để ý cái chương liền này, liền cả xoáy, có 5 xoáy tất cả. Chương liền xoáy và phần thắt lưng này, xương là bên em xẻ xương 5 và thắt lưng thắt rất là cong, thắt rất là sâu, thế nên dáng ghế vừa ngả vừa mềm mại. Tạo ra cái dáng ghế nó đẹp tuyệt vời luôn, rất là sang trọng và đẹp. Trời thì sương mù và hơi mưa phùn một chút, thế nên bộ bàn ghế bày ra phát là bị ướt luôn này mọi người. Vân veo, nhưng mà mặc dù là sương mù hay là mưa thì cũng không che nổi cái vẻ đẹp của đường vân. Mọi người có thể ngắm nhìn qua những cái lớp mưa, nước mưa này là những cái đường vân veo gỗ hương đá nổi đẹp cực kỳ luôn. Và màu gỗ thì bên em phun màu trần thôi, thế nên gần như là nổi hết những cái đường vân lên, từ vân vách đến vân ván, nổi cuồn cuộn rất là đẹp, từ vân ở cột đến vân ở vách đến ở huỳnh đến ở ván là đều màu và nhiều vân, đều màu tăm tắp luôn, rất là nhiều vân, vân rất là đẹp. Nếu mọi người để ý này, vân cực kỳ là đẹp, rất là đẹp mắt những cái thứ vân. Chương liền, cột vuốt móng liền, có tất cả đôi 4, 6, 8 cái cột như thế này, là vuốt móng liền, giá trị. Và bo tròn xe, cực kỳ là đẹp mắt. Hoàn thiện thì rất là kỹ, đòi hỏi thợ của nội thất Hữu Huân làm rất là kỳ công, thì sản phẩm cuối cùng nó mới nhẵn bóng. Và cái nước sơn ngay từ sơn sang cứng đều là những cái nguyên liệu cao cấp, thế nên màu sơn hay là nước sơn cuối cùng nó trong veo và hiện lên rất là sang trọng so với những cái sản phẩm mà sử dụng các cái nguyên liệu rẻ tiền thì nó đẹp và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đấy. Hàng trơn khoe vân, chương liền, cột liền, vách này dày 2 phân này, ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân, yếm dày 4 phân, rất là dè và nặng, cổ chỉ chạy rích rắc. Bản tay 12, cái yếm nó cũng dày 4 phân thì nó nặng hơn rất là nhiều so với những cái hàng mà yếm 3 phân hay yếm 2 phân. Hàng này là hàng VIP. Bộ sản phẩm nó bừng sáng trong cái buổi sớm sương mù như thế này. Mặc dù là sương rất là mờ mịt,
nhưng mà sản phẩm vẫn sáng một cách nổi bật bởi cái vẻ đẹp của đường vân cũng như là màu gỗ. Bàn này có kích thước là 81 x 1m57, mặt bàn liền một lá, dày 2 phân, liền một lá luôn, rất là giá trị. Khuôn tranh dày 4 phân và yếm thì vẫn là 4 phân. Hai cái ngăn kéo bên em để hai bên, rất là tiện trong quá trình sử dụng của mọi người, kéo ra kéo vào rất là tiện lợi này. Đấy. Cái đôn đầu bàn kích thước là 81 x 40 và đôn ngồi kích thước là vuông 40. Hai chiếc ghế đơn này đồng kích thước, có chiều rộng là 1m02, sâu là 73 và cao là 1m02, đồng kích thước luôn. Và đẹp từ cái tay trở đi, mọi người có thể nhìn thấy vân veo ở tay hay ở ván. Dày dặn chắc chắn. Khuôn 4 ván 2 vách 2 phân. Trường cong mềm mại và dáng vách lưng rất thắt, rất là cong. Cột vuốt móng liền, tròn xoe, đều tăm tắp này. Và bên em vuốt móng rất là sâu, rất là tròn chứ không phải tẹt. Thế nên thành ra là những cái sản phẩm mà làm kỹ vuốt móng tròn như thế này sẽ rất là tốn gỗ này. Dáng ghế thì ngả ra đằng sau tạo ra cái sự thoải mái cho người ngồi khi ngồi vào cái ghế này. Và ghế nó, dáng ghế nó cũng sang trọng hơn rất là nhiều. Xích rắc này thì chạy tứ diện, hoàn thiện đẹp từ mặt trước ra mặt sau. Mặt trước cũng như là mặt sau đẹp như nhau. Đây là chiếc ghế đơn còn lại. Nước sơn hoàn thiện thì không phải bàn cãi nhiều, tại vì cái này em đã nói rất là nhiều trong những video trước. Mọi người có thể để ý và sẽ thấy cái sự khác biệt và đẳng cấp khác nhau giữa những cơ sở làm nghề khác nhau. Tận làm tận tâm, làm tỉ mỉ hay là thợ tay nghề cao thì ra sản phẩm cuối cùng nó sẽ có sự khác biệt khá là lớn so với những cái sản phẩm mà làm dối, làm ẩu hay là thợ non tay. Tiếp theo đến, anh cũng đặt nội thất Yuan, một cái chiếc kệ tivi kệ phẳng. Cái mẫu kệ này thì cực kỳ là hot và rất là nhiều người tin dùng bởi cái vẻ đẹp rất là hiện đại, sang trọng hơn nữa ấy. Thì nó còn không bị giới hạn các kích thước tivi cũng như là loa đài tăng âm, âm bộ vang khi mà mọi người kê ở dưới những ô trống đằng kia. Rất là tiện và vẫn đầy đủ những cái tiện ích của một chiếc kệ tivi thông thường. Mọi người có thể để quyển sách, quyển vở hay là bút điều khiển ở trong các cái ô ngăn kéo này. Có 4 cái ngăn kéo, mỗi bên 2 ngăn kéo, gọi là kệ phẳng 2 ngăn kéo. Đây mọi người nhìn thấy này, ngăn kéo này, rút ra rút vào rất là tiện lợi. Và mặt ván, mặt ván thì anh làm yêu cầu làm dày dặn cho anh. Mặt ván đi thì dày 1/2, cao là cao 77 và dài 2m4. Vậy rất là đẹp và sang trọng. Thì toàn bộ bộ sản phẩm của anh Huy thì xíu nữa bên em sẽ bàn giao lên xe và chuẩn bị về nhà cho anh. Thì anh cũng mong muốn là giao trước ngày 20 tháng chạp, tức là để anh có công, có việc ở nhà để có bàn ghế mới luôn. Thì cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng nội thất Hữu Huân và đặt niềm tin vào xưởng. Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, tại vì cũng sắp hết năm rồi, sang năm mới rồi thì em cũng kính chúc luôn. Là chúc anh và gia đình một năm vạn sự như ý. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Nếu mà ai có nhu cầu và quan tâm đến những cái sản phẩm chất lượng cao và hàng thiên về độ kỹ, độ đẹp thì có thể liên hệ tới nội thất Hữu Huân. Bên em chuyên sản xuất những cái mặt hàng tinh kỹ đòi hỏi độ tỉ mỉ cũng như là chất lượng tốt nhất để cho mọi người có thể nhận được sản phẩm ưng ý và giao về những cái sản phẩm, nhận về những sản phẩm mà mọi người cảm thấy xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra, chứ không phải là những cái sản phẩm rẻ tiền hay là những cái sản phẩm chạy theo giá thành. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.